Nếu niềm của bạn cố qua rồi, vậy thì sơn samurai thôi. Đối với các chi tiết kim loại nên sử dụng dòng lót 2K. Sơn lót 2K có khả năng lấp lại những vết xước nhỏ có trên miệng xe. Lưu ý cần chà nhám trước và sau khi sơn lót 2K nha anh em. Sơn nền bạc 124. Đây là lớp màu nền quan trọng dành cho hệ màu candy. Nếu không sơn nền bạc thì màu candy sẽ không có độ trong và sáng nè. Sơn nền bạc 1701 để tăng thêm sự lấp lánh. Nếu anh em không muốn có ánh kim thì có thể bỏ qua bước này cũng được nha. Sử dụng băng keo để sáng tạo những họa tiết anh em mong muốn. Khu vực dán băng keo sẽ giữ lại phần màu bạc cho niềng. Sơn màu candy nè. Để màu candy lên trong và đẹp thì anh em nên sơn khi trời có nắng nha. Phun đều tay từ 2 đến 3 lớp mỏng để màu được phân tán và khô đồng đều trên toàn bộ bề mặt niềng xe. Gỡ keo thôi. Bước cuối cùng để ra một vành xe sáng bóng và sắc nét là phủ bảo vệ bằng 2K01 hoặc K1K. Lưu ý, sau khi sơn bóng không phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, tránh tình trạng bị giảm độ bóng của vành xe.